nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi. Nếu nằm mơ, em của tay là chạm vào thùng gạo, ô tường nhỏ, treo tranh và phơi áo. Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình. Bài thơ nhà chật với sáu thước vuông chật hẹp nhưng ấm áp hạnh phúc này là nơi gắn bó của vợ chồng cố nghệ sĩ Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh từ thời gian khó đến khi theo mây trắng về cuối trời. Cả căn phòng chỉ có một chiếc bàn nhỏ đủ để kê một quyển sổ cho cả hai vợ chồng ngồi làm việc. Thường là Xuân Quỳnh nhường Lưu Quang Vũ ngồi viết, còn mình thì ngồi dưới đất kê giấy lên đùi để sáng tác thơ. Hàng trăm bài thơ của hai người và hàng chục vở kịch nổi tiếng của Lưu Quang Vũ như Hồn Chương Ba, Ra Hàng Thịt, Tôi Và Chúng Ta, Lời Thề Thứ Chín đều được ra đời từ chính góc nhỏ cùng khổ cùng vui này. Thật khó tưởng tượng, trong căn phòng bé nhỏ cũ kỹ như khoang thuyền chật hẹp ấy lại là nơi trú ngụ của 5-6 con người, hai vợ chồng, ba đứa con và đôi khi cả mẹ, anh em của Lưu Quang Vũ cũng đến ở cùng. Nhọc nhằn là vậy, nhưng chính cuộc sống chung với Xuân Quỳnh đã cho Lưu Quang Vũ một nguồn năng lượng mới để ông vừa có trong tay một sự nghiệp lý tưởng, vừa có một hạnh phúc đời thường. Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi, bạn thuyền ơi, ngoài kia chiều lộng gió. Bên cửa sổ của gian phòng nhỏ, mắt em xanh thăm thẳm những chân trời.